Đây là nồi mì cay Hàn Quốc nấu theo kiểu của đầu bếp đại tại gia. Trong nồi này mình sẽ có một ít xúc xích, trứng gà, ba rọi bò Mỹ, và quan trọng nhất là phải có kim chi. Hàng nhà chồng kim chi rồi ba rọi. Đây là nấm kim châm nha mọi người ơi, hấp dẫn quá. Một nồi mì này chắc ăn được 5-6 người gì đó hả? Mọi người có thấy hấp dẫn không? Có thấy vị giác của mình bắt đầu tứa nước miếng vì cái vị chua và cay không ạ? Bò này hay ở chỗ là mình nấu lâu cỡ nào thì nó cũng có vị dai. Bò Mỹ nó khác bò Việt Nam mình ở chỗ đó, vốn dĩ nó mềm. Khi nào mình ăn mì thì mình sẽ bỏ mì vào sau nha cả nhà. Cái này cũng có thể ăn giống như một dạng canh, ăn kèm với cơm. Cảm ơn và chào tạm biệt mọi người.